Xin chào anh em. Hôm nay em lại lên tiếp một cái phân tần chủ động cho anh em nhé. Phân tần chủ động Pioneer SF850. Đợt cũng một anh nào dặn em nhận hàng nhưng mà lâu quá bây giờ nó mới về hàng, cho nên là em lại cũng không còn lưu được cái số của anh đấy. Thì anh em nào mà có dặn em hoặc là anh em nào có nhu cầu thì liên hệ sớm với em nhé. Về được một cái này cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn anh em. Đây, em quay sát anh em mình xem nhé. Mặt nhôm trước của nó đây còn rất đẹp luôn anh em. Mặt nhôm trước của nó đây, núm của nó còn sáng bóng tự nhiên luôn anh em nhé. Núm của nó này còn sáng bóng tự nhiên luôn anh em. Các cái núm vặn này của nó còn sáng bóng luôn, rất là ngọt ngào trơn tru luôn anh em. Đó, khi mình xoay là trong này nó xoay theo này. Nội thất thì quá đẹp luôn anh em. Nội thất này quá đẹp luôn. Toàn bộ linh kiện zin hết anh em nhé. Mấy cái này là chưa có động chạm với bất kể một mối hàn nào, bất kể một con linh kiện nào hay anh em nhé. Toàn bộ đồ zin của nó hết anh em nhé. Cực kỳ xuất sắc luôn. Cực kỳ xuất sắc luôn. Cái này cái cách mà nó vận hành như thế nào thì trước đây em có một cái clip anh em mình xem phân tần chủ động SF850, em có làm một cái clip rồi. Bây giờ em mà nói lại nữa thì nó sẽ mất thời gian của anh em mình theo dõi. Phân tần chủ động này có thể dùng được 2 đường tiếng hoặc 3 đường tiếng tùy mình nhé. Rất là chủ động luôn, là nó có thể là cho mình chọn được cái slot là cái phân tần bậc 1, bậc 2, bậc 3 nè, tùy mình nè, cái tần số cắt nè. Đó, anh em mình tìm lại cái clip mà em giới thiệu cái phân tần chủ động Pioneer SF850 á. Đợt em có bán cái đấy, em bán rồi, cái đấy em bán rồi, cái đấy cũng đẹp, và cái này hai cái nó cũng ngang ngửa nhau đó anh em, giá bằng nhau anh em nhé. 10.500.000, cái này cũng 10.500.000 luôn, siêu đẹp luôn anh em. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với em nhé, Zalo 0977885088. Ra ba đường nè, hai mít lô nè, dây zin luôn anh em, còn cả cái này của nó luôn nè, rất đẹp anh em nhé. Còn cả cái tem nè, cái tem tem này là giống như tem xuất xưởng đó anh em, ốc ác còn rất là ngon lành cành đào luôn. Đây em quay cái nắp của nó, cái nắp của nó thì cái này phải mua cái này cũng còn rất đẹp anh em. Nhìn nó như vậy nó bám bẩn thôi, nó bám bẩn thôi, cái này mình lau sơ là nó hết thôi. Đấy, em lấy tay em lau là nó hết này anh em. Đó, nó chỉ bám bẩn thôi nhá, chứ nó không có rách nha anh em. Mấy cái bám bẩn này thì mình lau sơ là hết thôi. Đấy, lau sơ là nó hết thôi. Cái này mà muốn đẹp nhất là mình mua cái xi đen đánh giày về, mình đánh một phát một là nó đen thui lên, đẹp lắm anh em. Đây em muốn quay cái nắp của nó, quay phía sau cái nắp của nó anh em mình xem này. Đấy, rất là đẹp luôn, nhìn như vậy là biết cái nội thất của nó. Nghĩa là cái này nó được bảo quản ở trong tình trạng rất tốt anh em. Đó, nó được bảo quản trong cái tình trạng rất là tốt, cho nên nó không có bị hư hại gì anh em nhé. Có những cái người ta bảo quản không tốt là những cái này bên trong nó bị rỉ, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm nhiều anh em nhé. Cái này thì đương nhiên là em không biết bên dưới nó có mạch không, khả năng bên dưới này cái nắp này nó có mạch này, như bao cho anh em là zin luôn, chưa có mở ra luôn anh em nhé. Cái này phân tần chủ động SF850 của Pioneer, hàng cực kỳ đẳng cấp, hàng rất là đẹp, hàng thuộc dạng sưu tầm rồi, cực đẹp luôn, giá 10.500.000 anh em nhé. Đây cả bốn con ốc zin của nó còn luôn anh em, bốn ốc để bắt cái nắp này, nó còn cả cái bông mai zin luôn này. Ốc ngày xưa làm rất đẹp anh em, bao nhiêu năm nay rồi, còn đủ bốn con ốc zin luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ với em, Zalo 0977885088. Gặp Nam, cảm ơn anh em rất là nhiều. Có cái thôi, anh em nào lấy liên hệ em sớm nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.